Thần tướng của Giác Toàn trước và sau khi ăn chay trường. 5 năm trước, khi Giác Toàn chưa ăn chay trường, đối nhân xử thế tiếp vật đều dùng cái tâm tham sân si mạng, tâm của lục đạo luân hồi mà sống, khiến thần tướng thô bỉ xấu xí, khiến người chán ghét không muốn tiếp xúc, vì lúc nào cũng muốn tổn người lợi mình cả. Nhưng từ khi gặp Phật Pháp, giác ngộ được chân tướng sự thật của nhân sinh vũ trụ, biết tất cả chúng sinh đều là ông bà, cha mẹ, anh em của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay là Phật vị lai, tất cả sinh mạng chúng sanh đều bình đẳng như nhau, cũng đều có anh em cha mẹ, cũng biết đau đớn như nhau, nên từ đó phát tâm từ bi, nguyện từ đây đến kiếp vị lai, phát nguyện trường chay tinh tấn, không dám tổn hại ăn nuốt chúng sanh nữa. Thế là không bao lâu sau, thân tướng Giác Toàn hoàn toàn chuyển đổi, khiến bao người xung quanh đều ngỡ ngàng. Ngay cả chính người thân cũng cảm nhận được việc này, khiến mẹ và hai chị phát tâm trường chay từ đó cho đến nay. Cả nhà, hàng xóm đều nhận thấy sự bất khả tư nghị này, nên cũng phát tâm niệm Phật và học ăn chay theo Giác Toàn, bạn bè đồng nghiệp cũng thế. Đây là câu chuyện tóm lược về chính bản thân mình mà Giác Toàn muốn chia sẻ đến tất cả những bạn bè đồng tu để sanh tính tâm sâu dày với Phật Pháp. Xin hãy ăn chay vì lòng từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tác giả Huỳnh Huy Cường. Nguồn Facebook Thiếu Niên Bảo Thân. Hoan nghênh chia sẻ công đức vô lượng. Sammo di soha.